Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Một lần nữa chúng ta sẵn sàng nghe lời của Đức Chúa Trời. Amen. Lời của Chúa là mới luôn. Amen. Vì Chúa Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta theo cách mới của Thánh Linh. Amen. Chúng ta cùng nhau mở Matthew 12. Từ 38 cho đến câu số 42. Matthew 12, 38 đến 42. Bây giờ mấy giáo sư kinh luật và người Pharisee nói cùng Đức Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, chúng tôi muốn xem Thầy làm dấu lạ." Nhưng Ngài đáp cùng họ: "Dòng dõi gian ác bất trung này xin một dấu lạ, nhưng sẽ không được dấu lạ nào ngoại trừ dấu lạ của tiên tri Jonah. Vì như Jonah đã ở trong lòng cũng cá 3 ngày 3 đêm, con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm. Trong ngày phán xét, người Nineveh sẽ đứng dậy lên án dân này, vì họ đã ăn năn hối cải khi nghe Jonah rao giảng. Và này, ở đây có đấng cao trọng hơn Jonah nữa. Trong ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương cũng sẽ đứng lên án dân này, vì bà đã đến từ đầu cùng trái đất để nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Và này, ở đây có đấng vĩ đại hơn Salomon." Amen. Xin Thánh Linh của Chúa dẫn chúng con vào đây. Chính Thánh Linh là đấng hiểu rất rõ về Chúa Giêsu của chúng con. Và Chúa Giêsu cũng phán rằng khi Thánh Linh đến, Ngài sẽ lập chứng về ta. Xin Thánh Linh Chúa dạy dỗ chúng con biết rõ về Chúa Giêsu của chúng con, bảo cho chúng con tin cậy Ngài, sống cho Ngài và theo sự dạy dỗ của Ngài, để chúng con nhận lãnh tất cả mọi phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho chúng con. Chúng con dâng thì ở trong thể này tay Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa thì chúng ta biết được trên thế giới rất là nhiều người vĩ đại, phải không ạ? Rất là nhiều người nhà bác học sáng tạo nhiều điều rất tuyệt vời để con người trên thế giới này có thể thuộc tụng được những điều lớn lao, những điều tuyệt vời. Mà nếu chúng ta nhắc lại vua Salomon thì vua Salomon vô cùng vĩ đại, rất khôn ngoan, tài trí, xứng đáng và cũng là người rất là giàu có. Amen. Những người nghiên cứu về tài chính thì người ta nghiên cứu về vua Salomon rất giàu. Và những người vĩ đại, những người giàu có trên thế giới này cũng không thể sánh bằng vị vua Salomon từ xưa. Và cảm ơn Chúa chúng ta có một đấng vĩ đại hơn Salomon. Amen. 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 Đấng vĩ đại nhất trên thế giới chính là Chúa cứu thế Giêsu của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Ở đây chúng ta thấy được rằng khi Chúa Giêsu chúng ta rao giảng và nói về phía trước, thì khi Chúa Giêsu đến trong thế gian không nhận biết Ngài. Chúa Giêsu đến dân mình cũng chống cự. Đây là lời mà chúng ta biết được tiên tri về Chúa cứu thế Giêsu. Và cảm ơn Đức Chúa Trời, chúng ta thấy rất rõ rằng khi Chúa Giêsu rao giảng phúc âm tại nước Do Thái thì có rất là nhiều người chạy đến với Chúa Giêsu, nhưng mà đa số là những người lãnh đạo của Israel. Ở đây chúng ta thấy Chúa nói rằng là bây giờ giáo sư, những giáo sư kinh luật và người Pharisee nói cùng Đức Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, chúng tôi muốn xem Thầy làm dấu lạ." Những người Pharisee, những người thầy thông giáo là những người dạy đạo của Đức Chúa Trời cho dân Israel. Nhưng mà khi đấng Messi đến dạy dỗ họ thì họ chối từ, họ không
và họ muốn là Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ cho họ xem. À, chủ yếu là họ để ngày bảy họ bắt với Chúa Giêsu chứ không phải là họ nghe lời Chúa Giêsu dạy. Những người nào nghe lời Chúa Giêsu dạy thì những người ấy được phước. Ai nghe lời Chúa Giêsu dạy, ai khao khát chạy đến với Chúa Giêsu thì họ được giải cứu, họ được chữa lành, họ được nhận lãnh những điều mình khác ra. Amen. Amen. Còn những con người không vâng lời Chúa Giêsu dạy thì ở đây Chúa nói như thế nào? Ở dòng dõi gian ác bất trung này chi một giống lạ. Những người không nghe lời, những người có những mưu toan, những gian ác trong lòng của mình muốn tiêu diệt Chúa Giêsu thì Chúa nói là những dòng dõi gian ác bất trung này xin một dấu lạ. Nhưng mà chỉ có một dấu lạ, đó là dấu lạ của Jonah. Jonah là một người bị con cá nuốt 3 ngày 3 đêm, rồi sau đó bữa ra, rồi ông rao giảng cho thành Ninive, thì thành Ninive ăn năn tội lỗi của mình. Từ vua cho đến dân thường, đến súc vật đều phải kiên ăn. À, họ đổi bao gai và họ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã tha thứ cho thành phố Ninive. Chúng ta thấy Chúa Giêsu nói về Jonah là một phép lạ, là một người ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm vẫn sống và trở thành một người truyền giảng đầy quyền năng, và làm cho dân thành Ninive phải ăn năn. Và Chúa nói là ở đây có một tấm tôn trọng hơn Jonah, và Ngài nói tiên tri về chính Ngài cũng ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như Jonah đã ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Và Chúa Giêsu rao giảng thì họ không nghe, họ chối từ, họ bắt bớ Chúa Giêsu, họ dùng đủ mọi cách để gài bẫy Chúa Giêsu. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là dòng dõi gian ác. Amen. Amen. Không vâng lời, không làm theo lời Chúa Giêsu dạy, đó là dòng dõi gian ác trong mình bất trung. Và Chúa nói rằng là khi có ngày phán xét đó, dân thành Ninive này đứng lên để mà lên án dân này. Chúng ta biết rằng là trong cái ngày phán xét của Chúa là những người tội lỗi, những người gian ác bị phán xét. Nhưng mà khi bị phán xét đó thì có dân thành Ninive đứng lên lên án nữa. Như vậy thì cái sự phán xét đó sẽ nặng hơn bình thường, phải vậy không? Một người chống đối Chúa Giêsu, không vâng lời Chúa Giêsu thì sẽ bị phán xét. Và Chúa Giêsu nói là ai nghe lời ta thì không bị phán xét, nhưng mà ai không nghe lời ta là đã bị phán xét rồi, vì không tin đến con một của Đức Chúa Trời. Amen. Như vậy thì cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng ta thấy một bức tranh rất rõ ràng là Chúa Giêsu đấng đã ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm này đã sống lại. Và Ngài là đấng đã rao giảng, biết bao nhiêu con người đã tiếp nhận và đã được giải phóng, đã được tự do, đã hưởng được sự sống đời thôi. Mà những người chống đối, những người không tin là những người gian ác và bị phán xét. Mà sự phán xét này có những người đi về đứng lên án dân này, thì sự phán xét đó sẽ gia tăng nặng hơn nữa. Và Chúa Giêsu tiếp tục rằng là ở đây có đấng cao trọng hơn Jonah nữa. Ở đây có đấng cao trọng hơn Jonah nữa. Dân Israel là dân tộc của Đức Chúa Trời, là dân thánh của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giêsu đến ở với họ, những lời hứa của Đức Chúa Trời là đấng Messi đến với dân tộc của họ, đó là một phước lành lớn lao vô cùng. Nhưng mà họ đã chối từ, họ đã chối từ. Họ biết Jonah, họ biết ông là một người
tiên tri của Đức Chúa Trời rao giảng rất quyền năng để đổi thành Ninive phải hạ xuống và thiên an cầu nguyện từ vua cho đến dân thường. Jonah giảng rất là quyền năng đấy, nhưng mà ở đây có một đấng tôn trọng hơn cả Jonah nữa. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà họ không nghe lời họ lắm. Họ nghĩ rằng là họ là dân tộc Israel, họ có một tiên tri rất là vĩ đại. Nhưng mà đấng vĩ đại hơn nó thì họ chối từ. Và Chúa tiếp tục và nói rằng là trong ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương cũng sẽ đứng lên lên án dân này, vì bà đã đến từ đầu cùng trái đất để nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Và này, ở đây có đấng vĩ đại hơn Salomon. Trong Ma-thi-ơ hai lần Chúa nói về phép lạ của Jonah. Trong đoạn 16 Chúa nói một lần nữa, dân này muốn thấy một phép lạ, nhưng mà chỉ có một phép lạ của Jonah mà thôi. Trong ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương cũng sẽ đứng lên lên án dân này, vì bà đã đến từ đầu cùng trái đất để nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Chúng ta thấy Salomon có tuyệt vời không? Một vị vua trẻ nhưng mà có lòng yêu mến Đức Chúa Trời, cũng có một tấm lòng muốn cai trị dân sự của Chúa theo sự công chính của Đức Chúa Trời. Nên ông kêu cầu của Chúa ban cho ông sự khôn ngoan để cai trị dân sự của Chúa. Và khi ông kêu cầu điều đó thì Đức Chúa Trời ban cho ông có sự khôn ngoan mà luôn cả sự giàu có tôn trọng nữa. Và Salomon trở thành một vị vua rất là vĩ đại, có sự khôn ngoan, và thể hiện cái sự khôn ngoan đó bằng cách giải quyết của hai con người kiện cáo, đúng không? Chúng ta nhớ điều đó không ạ? Ồ, đây là một điều mà Salomon, kiến tâm của Salomon lấy lừng và được lan rộng từ trong Israel và khắp nơi trên thế giới nữa. Và cảm ơn Chúa. Và cái sự khôn ngoan của Salomon trong việc lãnh đạo triều chính, trong công việc là xử lý dân sự của Chúa kiện thưa, hay là trong công việc thờ phượng Đức Chúa Trời, trong đền thờ của Đức Chúa Trời, những ban tế lễ, rồi những cái ban ngợi khen thờ phượng, và ông sắp xếp rất là tuyệt vời. Trong cái việc xây cất thì sao, cũng quá tuyệt vời đó mà, quá tuyệt vời. Trong đền thờ của Đức Chúa Trời, trên cung điện thì quá tuyệt vời, trong những cái bữa ăn nó cũng quá tuyệt vời luôn. Không có vua nào như vua Salomon. Đấy là nữ hoàng Sheba, tức là nữ hoàng Nam Phương đó, từ đầu cùng trái đất nghe tiếng của Salomon thì chạy đến để nghe lời giảng dạy của Salomon. Amen. Mà khi bà đến thì sao? Bà nói rằng là những gì mà tôi nghe đồn thì chỉ có một nữ đó thôi. Mà khi tôi đến tôi nhìn thấy thì mới thấy rằng là hoàn hảo vô cùng, tuyệt vời vô cùng. Chúng ta nhớ tiếng đồn là một ta đồn lên 10, đúng không? Nhưng mà ở đây đồn mà chỉ có nửa phần đó mà thôi, thì chúng ta biết được rằng là cái sự vĩ đại của Salomon là thế nào. Cảm ơn Chúa, ông rất là tuyệt vời, và nhiều lĩnh vực ông trở nên khôn ngoan, lãnh đạo, làm việc, cai trị, thờ phượng Đức Chúa Trời rất là tuyệt vời. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói rằng ở đây có đấng vĩ đại hơn Salomon. Amen. Ở đây có đấng vĩ đại hơn Salomon. Nữ hoàng Nam Phương từ đầu cùng trái đất phát xa, nhưng mà nghe tin Salomon là chạy đến để nghe lời của Salomon. Chúng ta nhớ trong Thi Thiên, rồi trong Châm Ngôn, Truyền Đạo, rồi Nhã Ca, thì chúng ta thấy được rằng là Salomon có nhiều câu đố, có nhiều câu ca ngợi Đức Chúa Trời, khi lại ngàn, phải không ạ? Những cái bài thơ, bài ca nó quá tuyệt vời luôn. Còn gọi là một nhà trí thức khôn ngoan, lạ lùng, tuyệt vời vô cùng. Đến nỗi nữ hoàng Nam Phương đến để nghe lời là sao? Nhưng mà cái dạng này không chịu nghe. Thầy thông giáo người Pharisee và một số người không chịu nghe lời của Chúa Giê-xu giảng dạy. Chúa Giê-xu có khôn ngoan không anh chị em?
Ngài là đấng lạ lùng, là đấng mưu lùng. Amen. Amen. À, là đấng lạ lùng, là đấng mưu lùng. Bởi vì Ngài có thánh linh của Đức Chúa Trời, thần khôn ngoan, thần thông sáng, thần mưu toan, thần mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Chúa Trời. Trong Ê-sai 11 có nói là thánh linh của Chúa ngự trong Chúa Giê-xu. Amen. Như vậy là Chúa Giê-xu đầy dạy cái sự khôn ngoan mà Sa-la-mô không thể sánh bằng Chúa Giê-xu chúng ta được. Amen. Không thể sánh bằng được. Và Ngài giải quyết rất là nhiều câu hỏi hóc búa. Ngài giải quyết rất là nhiều điều mà những người lãnh đạo của Israel gài bẫy. Ngài giảng dạy có quyền năng rất là khôn ngoan lạ thường. Và Kinh Thánh ghi rằng là không thể chép hết được những gì mà Chúa Giê-xu đã dạy dỗ và đã làm. Amen. 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 Đấng vĩ đại hơn Sa-la-môn đó đang ở trong anh chị em. Amen. Anh chị em có hiểu điều này không? Vua Sa-la-môn chỉ có một vương quốc Israel, nhưng mà Chúa Giê-xu chúng ta có một vương quốc thiên đàng. Amen. Amen. Ngài là vua của các vua và là chúa của các chúa. Và đấng đó ở trong anh chị em. Amen. Chúng ta có thấy kinh dị không? Amen. Sa-la-môn rất là giàu có. Chúa Giê-xu chúng ta có giàu không? Amen. Có không? Có. Kinh Thánh ghi như thế nào? Ngài vốn giàu. Amen. Nhưng mà vì chúng ta, Ngài tự làm nên nghèo. Bởi sự nghèo của Ngài chúng ta được giàu có. Đấng giàu có hơn Sa-la-môn. Ngài có cả thiên đàng. Amen. Ngài có cả cơ nghiệp vĩ đại cho tất cả những con người tin nhận Ngài. Đấng đó ở trong anh chị em. Amen. Sa-la-môn, những người theo Sa-la-môn có được sự sống đời đời không? Có được tái sanh không? Có thấy được những ngày thiên đàng trên đất này không? Có thấy được quyền năng và phép lạ xảy ra không? Nhưng mà những người tiếp nhận Chúa Giê-xu thì có những phép lạ, dấu lạ được cặp theo. Amen. Dân dân ta mà trường quỷ dùng tiếng máu mà nói bất sống trong tay giống giống chi độc chẳng hạn gì là đây thì cái đau đó sẽ là. Lâu nay anh chị em đã là anh chị em có thú hiểu được chính địa vị của mình là cao trọng như thế. Amen. Đấng vĩ đại hơn Sa-la-môn đang ở trong anh chị em. Đấng vĩ đại hơn Sa-la-môn là đầu của hội thánh, và hội thánh chính là thân thể của. Amen. Đấng vĩ đại hơn Sa-la-môn đó là con cả như vào anh chị em, và anh chị em chính là con thước. Amen. Rồi mà đọc tám đoạn chín nó rất rõ là Đức Chúa Trời biết trước và chọn lựa chúng ta để chúng ta giống hình ảnh con Ngài, và con ấy trở thành con cả dựa vào anh chị em. Như vậy thì lâu nay anh chị em có nhớ lại cái câu Chúa Giê-xu dạy rằng khi Thánh Linh Ngài đến, Ngài sẽ làm chứng về ta. Nhiều lúc chúng ta chỉ nghĩ một phía, làm chứng về ta tức là đi ra rao giảng về làm chứng về Chúa Giê-xu. Điều đó thì cũng đúng, cũng đúng, đúng không ạ? Nhưng mà làm chứng về ta có nghĩa là một cách trọn vẹn đủ mọi lĩnh vực, chứ không phải chỉ là đi ra làm chứng cho những người ngoại đạo. Chúng ta phải suy gẫm Thánh Linh đến, Ngài hiểu rõ về Chúa Giê-xu vì Ngài ở với Chúa Giê-xu. Và Thánh Linh đến thì chúng ta biết rằng là Thánh Linh là Đức Chúa Trời, và Chúa Giê-xu cũng là Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời, nên ba thân vị hiệp nhất với nhau là một, và ba thân vị biết rõ nhau. Amen. Amen. Như vậy thì chúng ta có khám phá Chúa Giê-xu của chúng ta như thế nào không? Hoặc là chúng ta chỉ nghĩ là mình có được cái ơn chữa lành, là chúng ta có đặt ơn chưa, đặt tay chữa lành mà thôi, mà chúng ta không còn suy nghĩ gì cả. Nhưng mà chúng ta có suy nghĩ Hebrew 12 câu 2 nói rằng là
hãy nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Amen. Ngài chính là khởi đầu và kết thúc bởi đức tin. Chúa Giêsu là anh cả của chúng ta, là con của Đức Chúa Trời, và chúng ta là con thứ và cũng là con của Đức Chúa Trời. Amen. Qua chính Ngài chúng ta trở thành con Đức Chúa Trời. Đây là một ân phước rất lớn vô cùng, và chúng ta nhận là thánh linh của Đức Chúa Trời, và thánh linh của Đức Chúa Trời sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật về Chúa cứu thế Giêsu. Chúa Giêsu nói rằng là Kinh Thánh đã chép về ta. Amen. Kinh Thánh đã chép về ta. Như vậy chúng ta có nghiên cứu về mọi lãnh vực của Chúa Giêsu của chúng ta, để chúng ta có thể thử tất cả những lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua Chúa cứu thế Giêsu. Amen. Các chị em có muốn giàu không? Amen. Trong Chúa Giêsu có giàu không? Amen. Tôi thấy cái điều này là thích nhất. Amen. Phải vậy không ạ? Nhưng mà chúng ta không. Amen. Chúng ta có thể thuộc, chúng ta có thể nghe, chúng ta có thể hiểu, nhưng mà chúng ta không bước đi. Phải vậy không? Khi Chúa Giêsu rao giảng, hãy nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Khi Chúa Giêsu đi ra rao giảng thì Ngài có mang thẻ tiền không? Có mang túi gì không? Ngài cầm đức tin. Amen. Bởi vì Ngài là con của Đức Chúa Trời và Ngài thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Bằng đức tin Ngài đi ra, rồi mọi thứ đều được cung cấp đầy đủ. Nếu không có gì cả thì cầu nguyện là phép lạ. Amen. Anh chị em lo ngày mai ăn gì uống gì mà Chúa Giêsu nói là điều đó danh ngọ thường tiền. Amen. Không phải là các con tiền, nhưng mà danh ngọ thường tiền. Nhưng mà phần các con, ta biết các con cần gì rồi, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Hãy tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm sự công chính của Chúa, hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời. Vương quốc của Chúa nằm trong cuốn Kinh Thánh này. Tất cả đều được ghi ở trong cuốn Kinh Thánh này đầy đủ cho anh chị em, để anh chị em trở nên giàu có. Chúa chọn lựa chúng ta là những người nghèo để chúng ta giàu trong đức tin, để hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen. Em cơ đồng hai câu năm đó rõ. Chúng ta là người nghèo, Chúa chọn lựa để chúng ta giàu đức tin. Mà giàu đức tin thì chúng ta hưởng vương quốc. Chỉ có đức tin mới hưởng được vương quốc của Đức Chúa Trời. Không có đức tin chúng ta không hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. Không có đức tin không thể sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Anh chị em có tin Chúa Giêsu không? Có tin Ngài là đấng hay là phép lạ không? Tin Ngài là đấng chữa lành không? Tin Ngài là đấng cung cấp cho anh chị em không? Tin Ngài là đấng giải quyết mọi năng đề của cuộc sống không? Tin Ngài là đấng giải quyết hôn nhân của mình không? Gia đình của mình không? Hãy tin một cách trọn vẹn. Bất cứ điều gì có thể xảy ra trên đời sống của chúng ta, hãy tin. Thiếu tiền, tin Chúa cung cấp. Amen. Mình là tin Chúa chữa lành. Còn nan đề cuộc sống, tin Chúa giải quyết. Và chúng ta thấy được rằng là hậu thánh có sự hiện diện của thánh linh Đức Chúa Trời, có sự lãnh đạo của thánh linh Đức Chúa Trời thì có sự sống. Amen. Trong Chúa Giêsu, Chúa nói rằng là người nào tin ta, nghe ta và tin đấng sai ta thì được sự sống đời đời, vượt khỏi sự chết mà vào sự sống. Amen. Chúa nói là ta là đường đi, chân lý và sự sống. Amen. Chúa tiếp tục nói rằng là ta ban cho chiên có sự sống và sự sống sung mãn. Amen. Thì trong Ngài có sự sống. Chúng ta có sự sống trong thân xác này, có sự sống của xác thịt. Chúng ta được sống ngày hôm nay, nhưng mà chúng ta phải có sự sống của Chúa cứu thế Giêsu, là một cái sự sống sung mãn. Đó là dòng sông sự sống của Đức Thánh Linh. Amen. Chúng ta thấy như vậy. Không thể nào mà chúng ta sống một đời sống nghèo khổ. Chúng ta không thể nào một đời sống vô biên trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nào không nhận lãnh tất cả cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, không nhận lãnh tất cả những lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Sa-la-môn rất vĩ đại trong thế giới, nhưng mà Chúa Giêsu của chúng ta là vĩ đại vô cùng đủ mọi lĩnh vực.
và cả sự sống đời đời, cả thiên đàng đời đời, cả tương lai về sau. Amen. Đấng đó đang làm đầu của hội thánh, lãnh đạo hội thánh của Chúa. Amen. Và chúng ta là thân thể của Ngài. Và chính Ngài là đấng ngự trong chúng ta khi chúng ta tiếp nhận Ngài là cứu chúa. Amen. Đấng vĩ đại hơn Salomon đang ở đây. Amen. 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 Khi Phaolô kêu xin với Chúa là Chúa ơi, cứu con. Satan nó đánh vào mặt của ông. Điều gì đó có thể mắt ông xấu khó chịu lắm. Ông kêu, Chúa ơi giải cứu con. Nhưng mà Chúa Giêsu nói sao? Ân điển của ta đủ cho con. Amen. Chúa Giêsu là ân điển cho chúng ta. Amen. Phaolô nói rằng là ân điển của Chúa cứu thế Giêsu, tình yêu thương của Đức Chúa Trời và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với tại đấng trẻ. Ân điển của ta đủ cho con rồi. Amen. Trong ân điển của ta có sự cứu rỗi, phải không ạ? Có sự chữa lành, có quyền năng, có ân tứ, có bông trái, có Thánh Linh của Chúa, có tất cả mọi sự. Như vậy thì mỗi một người chúng ta nhận lãnh Chúa Giêsu là đủ rồi. Đó là ân điển của Chúa đủ cho chúng ta rồi. Amen. Amen. Chúng ta cần phải nghiên cứu và nhận lãnh tất cả những gì trong Chúa Đức Thánh Giêsu. Ai ở trong Chúa Đức Thánh Giêsu thì được dựng nên mới. Amen. Amen. Như vậy thì nếu chúng ta không thấy mới trong đời sống của chúng ta thì chúng ta nghiên cứu lại đi. Ai ở trong Chúa Thánh Giêsu thì được dựng nên mới. Amen. Amen. Chúng ta phải là con người mới thật sự, một con người tái sinh thật sự. Amen. Một đời sống mới thật sự. Các bản tính, bản chất cũ phải loại đi. Amen. Chúng ta thấy Chúa Giêsu giảng rất là năng quyền. Chúa Giêsu chữa lành. Amen. Chúa Giêsu giải cứu. Chúa Giêsu lập phép lạ. Lời Ngài giảng, người ta nói rằng là có quyền, không phải là những người fancy và thầy thông gia. Được phân biệt rất là rõ ràng. Chúa Giêsu giảng có quyền. Ngài phán một lời thì phép lạ xảy ra. Amen. Nhưng mà Ngài cũng vẫn nín lặng. Ngài yêu thương, Ngài nhịn nhục, Ngài nhân từ. Ngài như chiên con dẫn đến được hàng làm thịt, như chiên cống trước mặt kẻ hớt lưng. Ngài không mở miệng. Amen. Amen. Chúng ta thấy Chúa Giêsu có đủ ân tứ và thái đức thế lên không? Amen. Lúc Ngài chịu, nín chịu là Ngài nín chịu. Ngài phải là nhân từ, Ngài thương xót. Mà nếu mà Ngài mở miệng thì Ngài nói là lại cha, xin tha cho họ vì họ không biết điều họ làm. Amen. Amen. Anh chị em có thể có quyền, có ơn của Chúa để đuổi quỷ, có chữa lành. Nhưng mà khi lên thập tự giá, anh chị em có chấp nhận đau thương không? Chúa Giêsu hoàn hảo trong sự thống khổ. Amen. Amen. Hoàn hảo trong sự thống khổ. Bị bắt bớ, bị đánh đập, bị đóng đinh trên thập tự giá cho đến chết, bị xỉ nhục đủ điều. Thì Ngài hoàn hảo trong sự thống khổ, Ngài không có một cái vết sai lầm nào cả. Amen. Chúng ta có vác thập tự giá theo Chúa Giêsu. Hay là ai đó động đến chúng ta, tí chúng ta đổ lên, xác thì chúng ta đổ lên rồi, chúng ta nổi giận rồi. Ai đụng lên cái tôi của mình thì chúng ta nổi lên thôi khắp đi. Ai muốn theo ta thì phải sao? Liều mình bắt thập tự giá mình mà theo ta. Chúa Giêsu có một thập tự giá và Ngài đã làm xong. Ngài đã hoàn hảo trong sự thống khổ, trong sự chết. Dù Ngài rất quyền năng, đầy dẫy quyền năng, làm như phép lạ, không có người nào bệnh tật theo thấy Chúa Giêsu mà không được giải cứu, không được chữa lành. Tất cả đều được chữa lành. Amen. Nhưng mà Ngài rất là nhịn nhục, Ngài rất là nhân từ, Ngài đầy dẫy tình yêu thương, Ngài nín chịu và Ngài sẵn sàng chết mà không nói một tiếng nào.
Amen. Không cãi bà lá cũng không binh vực cho chính mình. Chúng ta cần trưởng thành điều này. Amen. Chúng ta không thể có một phía hay là một cánh. Cái cánh quyền năng chúng ta rất là thích phải không ạ? Làm pháp lạ chúng ta rất là thích phải không? Chữa lành rất là thích, tụ quỷ rất là thích phải không? Nhưng mà các trái của Đức Thánh Linh, yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, nền mại, tiết độ, chúng ta có không? Nếu Thánh Linh ở với chúng ta phải có trái của Đức Thánh Linh, không thể sinh ra trái khác được. Mà nếu chúng ta sinh ra trái khác, như vậy là chứng minh rằng là chúng ta không ở với Thánh Linh, phải không? Mà Thánh Linh ở trong chúng ta mà. Amen. Anh chị em là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh chị em. Anh chị em là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh đang ở trong anh chị em. Chúng ta cần phải có trái của Thánh Linh. Chúa Giêsu vĩ đại hơn Sa-la-môn. Sa-la-môn có một số điều nhưng mà không thể sánh bằng Chúa cứu thế Giêsu của chúng ta. Đấng vĩ đại trên thế giới này không có đấng nào khác. Ngài là đấng cứu thế, Ngài là đấng cứu rỗi chúng ta, Ngài là đấng đã chịu chết thay cho chúng ta, đền tội thay cho chúng ta, gánh lấy tất cả sự rủa thả, sự trói buộc, xiềng xích, Ngài làm xong cho chúng ta. Mà Ngài tuyên bố rằng mọi sự đã được rồi. Amen. Amen. Và Chúa nói rằng là năm thiên âm đã đến. Amen. Tất cả những người nô lệ cho Satan, nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cho bệnh tật, nô lệ cho đói nghèo, tất cả đã được giải phóng hoàn toàn. Amen. Được tự do hoàn toàn rồi. Sa-la-môn giàu đủ thứ hết, cái gì cũng có hết á, ném thử đủ mọi thứ hết á, dục vọng ném hết, cuối cùng rồi ông nói gì? Hư không trở về của hư không như luồng gió thổi. Amen. 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 Nhưng mà Chúa Giêsu không nói đó điều đó. Ai tin ta thì được sự sống đời đời. Amen. 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 Ai tin ta trở thành con của Đức Chúa Trời. Amen. Ai tin ta được hưởng phước lành cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Amen. Còn đến đời đời. Amen. Thế gian và sự tham dục nó đều qua đi. Nhưng ai làm thế ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn đến đời đời. Amen. 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 Chúng ta sẵn sàng khám phá Chúa Giêsu không? Amen. Chúng ta sẵn sàng amen và làm theo lời Chúa Giêsu dạy không? Amen. Đừng để sự phán xét đến trên chúng ta. Amen. Chúa Giêsu nói rằng Ngài phán xét nữ hoàng Nam Phương đứng dậy lên án dân là dân không chịu nghe lời Chúa Giêsu dạy. Amen. 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 Có một ngày phán xét cho những người không vâng lời Chúa Giêsu. Nếu anh chị em là cơ đốc nhân, là người được gọi là con của Đức Chúa Trời, anh chị em đã tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa, nhưng mà nhiều lĩnh vực của anh chị em không vâng lời, anh chị em vâng lời hết chưa? Có bốn sách tin lành không anh chị em ạ? Phải không? Bốn sách phúc âm. Anh chị em đã đọc bốn sách phúc âm hết chưa? Tôi tin chắc rằng nhiều người đã đọc nhiều lần lắm rồi. Nhưng mà mọi lời Chúa Giêsu dạy chúng ta có phong theo không? Hay là phong theo 10%, 20%, 30%, rồi còn bao nhiêu để lại? Có một ngày phán xét cơ đốc nhân chúng ta nhớ không? Tòa án Thánh Đức, Ngài phán xét tất cả những người tin Chúa, phán xét để được thưởng. Ngài đến đem phần thưởng cho các người khi còn sống trong xác thịt, làm trong xác thịt. Ngài đến phán xét có những con người được cứu nhường như qua nữa, có nghĩa là không có phần thưởng nào cả. Suốt đời sống của mình tin Chúa, thờ phượng Chúa có thể mấy chục năm, cho đến khi lên thiên đàng là được cứu dường như con người, phải vậy không? Bởi vì chỉ có tin Chúa Giêsu đã cứu rỗi mà thôi, và không tin mọi điều khác. Đó có những sự phán xét của con Đức Chúa Trời để ban thưởng nhiều người nghe theo, làm theo sẽ được phần thưởng nhiều. Amen. Amen. Ít thì có phần thưởng ít,
mà nếu không thì được cứu dường như bao nữa, nó là cái ân huệ mà Chúa ban cho những con người thiếu hiểu biết. Nhưng mà chúng ta từ nay trở đi, anh chị em ạ, trong Chúa Giêsu có gì? Mọi sự cũ đã qua đi, chúng ta bỏ hết những đời sống của chúng ta cũ kỹ đó, bản thân của mình, cái tôi của mình, cái xác thịt của mình, cái tâm trí của mình, tư tưởng của mình, hãy bỏ đi. Vì Chúa nói rằng là đường lối ta cao hơn đường lối các người, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các người. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta, ý tưởng ta cao hơn đường lối. Hãy bỏ ý tưởng gian ngang đi, hãy gia nhập vào ý tưởng của Đức Chúa Trời, hãy có lời của Đức Chúa Trời đầy dẫy trong chúng ta và làm theo lời của Đức Chúa Trời. Thứ ba, chị em đi giá trần để chúng ta amen và làm theo lời Đức Chúa Trời thì sao? Quá tuyệt đúng không ạ? Quá tuyệt. Đau ốm bệnh tật, nhân dân Chúa Giêsu ra lệnh cho bệnh tật luôn, phá hủy bệnh tật, ra lệnh cho lớp gây bệnh tật đi ra khỏi. Đó là amen làm theo lời của Chúa. Amen. Có cay đắng không? Có để ra cái sự cay đắng trong lòng của mình không? Chúa nói rằng là không tha thứ, cay đắng, không tha thứ cho người khác thì gia cây trời cũng không tha thứ cho người khác. Tại sao chúng ta phải giữ cái sự cay đắng và không tha thứ đó? Như vậy là chúng ta chúng đặt lại lời của Chúa Giêsu dạy đúng không? Nên hội thánh của Chúa chúng ta phải thanh tẩy tất cả những sự cay đắng, sự không tha thứ trong chính đời sống của mình. Mình phải sống là một con người nam thật sự, là người của Đức Chúa Trời, sẵn sàng bao dung rộng lượng. Amen. Amen. Và chúng ta phải là một người nữ tuyệt vời, một người nữ mà Chúa nói rằng là người nữ tài. Amen. Là hoàng tử, là công chúa của Đức Chúa Trời, phải là những người vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Amen. Chúa Giêsu chúng ta là người vĩ đại. Amen. Vĩ đại nhất trên thế giới đang ở với hội thánh Ngài. Ngài là đầu của hội thánh. Amen. Hội thánh là thân thể của Ngài. Ngài nửa trong mỗi đời sống của chúng ta. Và Ngài nói rằng hãy tin ta cũng sẽ làm những việc ta làm. Amen. Và những việc vĩ đại hơn nữa vì ta đi về cùng Cha. Amen. Anh cả của chúng ta đã về với Cha, và anh cả của chúng ta đã giao cái quyền đó cho các môn đồ. Trong bản dịch nói đi là môn đệ, rất là chuẩn đấy. Gọi là môn đệ tức là người em. Amen. Em của Chúa. Ngài đã giao tất cả quyền phép, ân lành của Ngài ban Thánh Linh xuống cho chúng ta để chúng ta trở thành những người rao giảng phúc âm như Chúa Giêsu đã ra giảng, và trở thành những người vĩ đại, làm những việc vĩ đại hơn Chúa Giêsu chúng ta đã làm. Chúa Giêsu chúng ta chỉ ở trong Israel, nhưng mà hậu thánh của Đức Chúa Trời thì đi khắp nơi trên thế giới, bắt đầu từ Jerusalem đến xứ Judea, xứ Samaria cho đến cùng trái đất. Amen. Nếu chúng ta làm theo lời Chúa Giêsu phán dạy thì chúng ta bắt đầu đi quanh hàng xóm láng giềng của mình. Amen. Có ai bên tâm xin phép họ, cầu nguyện cho họ, chứ làm cho họ, làm quen với họ, phải không ạ? Amen. Ờ, và chúng ta chữa lành cho người này, chữa lành cho người kia, đuổi quỷ cho người nào thì điều gì xảy ra? Tiếng đồn của Chúa sẽ được đồn ra. Amen. Tiếng đồn của hội thánh sẽ được đồn ra và làm cho dân sự của Chúa khát khao Đức Chúa Trời. Họ khát khao sự chữa lành, mà khi họ khát khao sự chữa lành, họ khát khao sự giải cứu thì họ sẽ chạy đến với hội thánh này. Amen. Amen. Khi Chúa Giêsu tại thế trong 3 năm rưỡi, Ngài rao giảng phúc âm, Ngài chữa lành. Nhưng mà khi Ngài về trời rồi, người ta không phải chạy đến Chúa Giêsu nữa, nhưng mà họ chạy đến cái Phi-rơ, họ chạy đến cái Phao-lô, họ chạy đến cái các sứ đồ của Chúa. Amen. Họ chạy đến cái hậu thánh, chứ không phải chạy đến với Chúa Giêsu nữa, bởi vì Chúa Giêsu đã giao quyền đó cho hậu thánh rồi. Amen. Nên hậu thánh là vô cùng quan trọng, và Chúa Giêsu luôn luôn là đầu của hậu thánh. Chúng ta có một đấng vĩ đại nhất trên thế giới ở với chúng ta thì còn gì để nói? Amen. Còn than vãn không? Anh chị em có buồn phiền, có than vãn không? Trong khi có những điều gì đó chúng ta buồn phiền, tại sao chúng ta không nói với những người vĩ đại nhất đang ở trong chúng ta đó? Ngài sẽ có cách mà giải quyết cho chúng ta chứ. Amen. Ngài là đấng an ủi. Amen. Phải vậy không? Amen. Ngài là đấng hay làm phép là.
Anh chị em đồng ý không ạ? Họ khát khao trở thành những người vĩ đại trên thế giới. Họ khát khao trở thành những nhà bác học trên thế giới. Họ khát khao trở thành những người rất là biệt năng, những người làm việc tài. Và chính chúng ta là những con người vô cùng vĩ đại, bởi vì trong chúng ta có đấng vĩ đại nhất trên thế giới ở với chúng ta. Mà khi Ngài ở với chúng ta, sẽ Đức Chúa Trời ở với chúng ta, thì ai dám tội nghiệp chúng ta? Phải phải không? Đúng không ạ? Đấng quyền năng, đấng ai là phải ở với chúng ta thì sao? Vừa rồi tôi đăng lên cái clip, anh chị em thấy không? Có một người đi ra như là lấy đồ của người ta ăn, rồi lấy đồ cầm cái gậy đập phá, tưng bừng hết, làm cho cái khu chợ đó người ta cũng khốn loạn luôn. Nhưng mà mục sư, có mục sư đứng cầm kinh thánh cũng giảng ở đó, không giảng cái khu chợ đó, thì thấy cái người đi tới cầm cái gậy, thì nhiều người nói ông sư, mục sư có không đi người đó đánh thì sao, ông nâng đi, ông đi cho khách, ông cười thì đi nó đấy, quánh ra ông một gậy rồi nó cầm cái ba lì qua, nó đi. Ông giao viên Chúa Giêsu đứng lại đó, nó đứng lại, ông phát tay cái thì nó ngã rầm xuống quỷ nó ra khỏi, chữa lành, trở lại một người bình thường. Amen. 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 Anh chị em có xem những cái phim clip của mình, nó ước ao trở nên người vĩ đại, một người rất là bình thường, nên sau đó cái người họ được người này người kia giúp đỡ, trở thành một người đại gia, một người rất là nổi tiếng, một người rất là mà những con người kia chế nhạo họ, với mày là con của ông này, con của bà kia, mày là cái gì, nhưng mà họ trở thành người vĩ đại không biết. Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu ra vậy, đặt phép lạ đó, con của Mary, con của Joseph đúng không, ở với chúng ta đúng không, nhưng mà ngày trở nên vĩ đại khi nhà chàng anh thắng lớn của Đức Chúa Trời. Amen. Nên chúng ta trong Chúa Giêsu, chúng ta nhận lãnh thánh linh của Đức Chúa Trời, chúng ta trở nên những người vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Một người xe ôm thì người ta coi thường, nhưng mà ngày hôm nay họ không dám coi thường nữa. Amen. Ông này trước ông làm xe ôm tội lắm, dễ thương lắm, nhưng mà bây giờ không phải là người xe ôm nữa, mà trở nên người vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Amen. Người rao giảng đúng không, thầy quyền năng của Chúa, có thể là khoát tay nhiều người ngã xuống. Amen. 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 Chúng ta nhớ rằng khi Chúa Giêsu hóa hình trên núi hóa hình có ba người. Amen. Giăng Gia Cơ. Giăng và Gia Cơ với ai nữa? Phi-rơ. Và có Eli và Mô-xê hiện ra báo mặt. Nhưng mà khi trên đám mây đó có tiếng phán. Amen. Mấy người này ngã xuống hết. Amen. Chúng ta nhớ thánh linh trên đám mây ngày phán. Tiếng phán đó có quyền năng mà. Nên chúng ta hãy tìm kiếm Chúa Giêsu. Chúa Giêsu sống như thế nào? Anh chị em ạ, lúc này anh chị em sống như thế nào? Anh chị em tìm kiếm từng đồng bạc, anh chị em rất là khổ sở để kiếm ăn cơm áo gạo tiền, và anh chị em lại quên đi một cái chức vụ của anh chị em là vô cùng lớn lao, vô cùng vĩ đại. Hãy luyện đi, hãy cầu nguyện đi, hãy cầu nguyện, hãy áp dụng theo lời Đức Chúa Trời, trở thành người vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Amen. Đi ra rao giảng, đặt tay chữa lành, đặt tay giải cứu. Quỷ là người ta rất là sợ, không ai làm được gì cả, nhưng mà chỉ cần giơ tay lên phát một cái thì người bị quỷ nhập nó phải ngã xuống, quỷ nó ra khỏi. Amen. 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 Tôi nói là của Chúa, chúng ta phải được mở mắt tâm linh của chúng ta ngay lúc này. Hãy bước vào trong địa vị của mình. San Giao Mi đồng 9 câu 12. Chúng ta nhớ không? Những người bị giam cầm, hãy bước vào đồng vị. Ngày chính hôm nay ta tuyên bố, ta sẽ đền bù cho các con gấp đôi. Amen. Hãy bước vào đồng vị đi. Hãy bước vào cái địa vị của mình đi. Là
là một người thấp căn. Amen. Là một con người Chúa đặt để trong một địa vị làm con của Đức Chúa Trời, có ân tứ nào thì hãy làm gì đó đi. Xong cứ giải cứu hãy giải cứu, cứ chữa lành hãy chữa lành này. Rồi truyền giáo là truyền giáo, dạy dỗ hay dạy dỗ, làm ơn hay làm ơn, bất cứ cái bài đứng vào địa vị đi. Chúa sẽ đền bù cho chúng ta gấp đôi. Không cần phải tìm kiếm những gì của thế gian. Hãy tìm kiếm trước Đức Chúa Trời, không phải tìm kiếm những gì của thế gian. Amen. Lâu nay chúng ta bỏ quá nhiều thời giờ để tìm kiếm những gì trong thế gian này. Nhưng mà Salomon đã nói rồi, tất cả những luồng gió thổi. Amen. Hư không trở về với hư không. Chúng ta không nên theo được vào trong bước đời đời mà Chúa ban cho chúng ta đâu. Hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời, hãy tìm kiếm quyền năng của Ngài, hãy tìm kiếm ơn của Ngài, hãy tìm kiếm những gì trong Chúa Giê-xu có. Chúa Giê-xu là tấm gương đầy đủ cho chúng ta. Amen. Đầy đủ hoàn toàn cho chúng ta, để chúng ta thật sự trở thành một con người giống Chúa Giê-xu thật sự, chứ không phải là một cái con người mà thế gian này kinh bỉ. Các ngươi không còn bị khinh bỉ nữa, các ngươi không còn bị xỉ trong nữa. Amen. Amen. Khi Thánh Linh đến, khi sự sức giàu bằng Thánh Linh đến, người ngoại quốc sẽ chăn cừu cho các ngươi. Người ngoại kiều đó nó sẽ là vườn nho cho các ngươi, còn các ngươi trở thành thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Amen. Người nhỏ nhất trở nên cả nhà, người hèn yếu nhất trở nên một giấc hồn bệnh, tàn đố ngã làm điều đó. Amen. Hãy trở lại cái đồng vị, hãy trở lại cái địa vị của chúng ta. Hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, chứ không phải tìm kiếm những gì của thế gian. Amen. Người ta gọi là tu. Có một cái chị em ở dưới đó không có chồng, có một đứa con, gia đình ly hôn, ở Bà Rịa Vũng Tàu. Chúa Thánh Linh phán với cô rằng là con phải nhắc qua Thánh Mô-xe, phải gọi điện thoại cho một sư lực, nói chuyện với một sư. Con nói rằng mỗi ngày con cầu nguyện 4 tiếng đồng hồ. Và những người đến trong nhà con thì được chữa lành. Con chữa lành con ngữ quý mà con không biết cái gì hết. Không học, chưa học cái gì hết. Thì mà con cứ chữa lành, đặt tay tử quỷ cho họ và họ được giải phóng. Rồi những người đến họ, tự nhiên họ được bắt quen Thánh Linh luôn. Ô, cảm ơn Chúa là ngày cầu nguyện 4 tiếng đồng hồ. Một người nữ giống như là quá một mồ côi, nhưng mà trở nên những người rất là tuyệt vời, những người vĩ đại. Anh chị em, anh chị em của nhà, anh chị em giao thông với Chúa được bao nhiêu tiếng đồng hồ? Trong một tiếng. Máy phù thủy, máy thầy phù hợp luyện dữ lắm mà chị em. Để cho nên người làm quyền phép để kiếm tiền. Phải vậy không? Họ học rất là nhiều, họ thực hành rất là nhiều, họ luyện, họ tu, họ đức khổ vô cùng. Còn chúng ta nhận Thánh Linh cách như không, nhưng mà chúng ta không có giao thông với Đức Thánh Linh, không có trò chuyện với Thánh Linh, cầu nguyện Đức Thánh Linh, không có đi ra để mà chữa lành tử quỷ. Những người mà thầy bùa, thầy phù thủy, người ta làm xong là người ta đi ra để người ta chữa bệnh, để người ta nổi tiếng, để người ta trở thành những người mà rất là giàu có, rất là nhiều tiền, rất là quyền lực. Còn chúng ta đã được chọn không sẵn rồi mà chúng ta không chịu làm. Như vậy thì chúng ta suy nghĩ rằng là nếu chúng ta không đi ra, chúng ta không đặt tay, không chữa lành, không đủ bi, không cái cầu bì, không cái gì hết, thì chúng ta cũng đang là người chống lại với lời của Chúa. Đúng không ạ? Chúng ta đang đi ngược lại với Chúa Giê-xu của chúng ta, đúng không? Chúa Giê-xu đi từ thành này đến thành khác, từ làng này đến làng khác. Ngài giảng phúc âm, Ngài chữa lành, Ngài đuổi quỷ, Ngài làm phép lạ, Ngài giải phóng biết bao nhiêu con người. Và điều đó Ngài đã giao cái quyền đó cho Hội Thánh, Ngài giao quyền đó cho các môn đồ của Ngài. Thì Hội Thánh ơi, chúng ta phải là người kế nghiệp, kế tự Chúa Giê-xu của chúng ta. Amen. Amen. Cơ hội là hãy nói với họ. Amen. Amen. Cơ hội gặp là cứ nói. Và những người gặp của chúng ta đang kết bạn thân lòng. Amen. Rồi có thể giúp đỡ họ khi họ bệnh hay bị gì đó. Chúng ta cầu nguyện cho họ, Chúa sẽ làm phép lạ. Rồi họ sẽ kiếm Chúa. Chúng ta không có nôn nóng đâu. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa Giê-xu là đấng vĩ đại nhất trên thế giới. Amen. Ngài đang ở với Hội Thánh, Ngài đang ở trong anh chị em. Ngài là đầu của Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể của Ngài. Amen. Luôn luôn kết nối với nhau là một đầu với thân là một. Không phải là hai nữa, nhưng mà là một mà thôi. Và chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta
có một đấng vĩ đại hơn Jonah, đấng vĩ đại hơn Solomon, luôn luôn ở với chúng ta và sẵn sàng bày tỏ quyền năng và phép lạ qua đời sống của chúng ta. Nên chúng ta cần phải theo chân của Chúa Giêsu. Amen. Hãy theo chân của Chúa Giêsu, hãy đầu phục như Chúa Giêsu đã đầu phục. Amen. Hãy từ bỏ như Chúa Giêsu đã từ bỏ. Hãy khiêm nhường hạ mình như Chúa Giêsu đã khiêm nhường hạ mình như thế nào. Amen. Hãy đồng một tâm linh như Đấng Christ đã có. Càng tốt có hơn Đức Chúa Trời, nhưng càng xét sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, càng từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ trở nên giống như loài người, càng hiện ra như một người phân phục cho đến chết và thậm chí chết trên trời thập tự. Amen. Amen. Nên từ đó Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao và chết Ngài trên hết mọi dân. Amen. Hầu như ai nghe đến danh Chúa Giêsu mọi lời gốc trên trời dưới đất bên dưới đất nghe đến danh Chúa Giêsu để phải quỳ xuống, mọi lưỡi phải thành xưng Chúa Giêsu Christ là Chúa và tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta phải có tâm tình như Chúa Giêsu. Thứ nhất là từ bỏ. Amen. Thứ nhì là gì? Hạ mình, khiêm nhường, phong phục cho đến chết. Amen. Nên Chúa Giêsu là tấm gương đầy đủ cho chúng ta. Amen. Tấm gương rất là rõ cho chúng ta. Nhưng mà nhiều lúc chúng ta không khám phá, chúng ta không nhìn thấy, chúng ta thấy một cái bóng sơ sài thôi, có nghĩa là quá nông cạn và chưa sâu nhiệm trong lời của Đức Chúa Trời. Nên Chúa muốn chúng ta hãy sâu nhiệm trong lời Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh. Vì Đức Chúa Trời bày tỏ chúng ta qua Đức Thánh Linh và Đức Thánh Linh thấu hiểu mọi sự, cả sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Amen. Nên chúng ta phải nhờ Thánh Linh của Chúa để nhìn thấy cái sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời và chúng ta trở thành những con người vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Amen. Ta sẽ làm cho con vĩ đại giống như Chúa nói với David, ta sẽ làm cho con trở nên vĩ đại. Ngày hôm nay ở đời sống của chúng ta hãy thực hành theo lời của Chúa. Khi thầy đòi được chú phán một lời đầy tớ ông được chưa? Chúa Giêsu nói gì chúng ta nhớ? Chưa thấy ai có được tin lớn. Dân phương Đông phương Tây nó sẽ đến và đồng ngồi bàn với Abraham, Isaac và Jacob. Còn cái dân bản xứ, một xứ đáng lẽ thừa hưởng nước thế nào? Nhưng thì quanh ra ngoài nơi khóc lóc mà tiếng rằng. Bởi vì dân ngoài họ nghe Chúa Giêsu, họ tin mà đến nỗi tin nó khác thường. Này Chúa nói đức tin lớn. Người ta ca nói ai cũng phải đức tin lớn. Chúa nói là dân một xứ là dân Israel đó. Hay là bây giờ Israel tụt lên lầu thắng của Chúa đó. Những người ngoài đó ra giảm họ tin nhỏ nhắc phép lạ rất là tuyệt vời. Còn trong hội thánh của Chúa cái sự sợ cho nên chai cứng rồi. Và Chúa nói rằng là cái dân bộ xứ đáng lẽ ra thừa hưởng vương quốc thiên đàng, nhưng mà phải quay ra ngoài nơi đó nó khóc lóc và nghiến răng. Và những người bên ngoài đó họ mới họ nghe Chúa Giêsu, họ tin Chúa Giêsu. Chúa nói rằng họ đã đồng ngồi bàn với Abraham, Isaac và Jacob. Những người tin sẽ đồng ngồi với Abraham, Isaac và Jacob. Những người không tin thì ở trong hồ lửa. Amen. Amen. Nên vì Chúa thương xót hội thánh của Ngài và xin hội thánh của Chúa chúng ta hãy mạnh dạn bước đi theo lời Chúa Giêsu. Hãy nghiên cứu về Chúa Giêsu. Ngài giảng gì, Ngài dạy gì, hãy nghiên cứu và làm theo lời Chúa Giêsu đi. Rồi chúng ta sẽ trở thành những con người thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời, thừa hưởng tất cả những lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúng ta thừa hưởng quyền năng, thừa hưởng ông trái Thánh Linh, ông nữ Thánh Linh, thừa hưởng Đức Thánh Linh, thừa hưởng cơ nghiệp giàu có vinh quang của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Chúng ta thừa hưởng tất cả mọi sự và chúng ta trở thành nguồn phước cho nhiều dân tộc. Amen. Trở thành nguồn phước cho nhiều dân tộc. Amen. Chúng ta cùng đứng lên. Chúng ta cùng. Chúa Giêsu đấng tôn trọng hơn Jonah. Chúa Giêsu đấng vĩ đại hơn Salomon. Amen. Đang ở trong chúng ta. Amen. Đấng mà chúng ta đã tiếp nhận. Đấng mà chúng ta hãy nghiên cứu, tìm kiếm. Các ngươi tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta.
hãy tìm đi những gì, những lĩnh vực nào trong cuộc đời của Chúa Jesus. Từ những lĩnh vực đầy dẫy sự vinh hiển, có những lĩnh vực mà phải đầy dẫy sự sỉ nhục và chút như. Hãy tìm kiếm và chặt lại cho chính ta sống cùng. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.